Hôm nay Đại Phát Auto xin được giới thiệu với các bạn một bộ sản phẩm đang gây sốt giới xe hơi trong những ngày nay, đó chính là bộ camera gương cặp lè. Và sau đây chúng ta sẽ cùng xem trong bộ gương này có những sản phẩm gì nha. Đây, mình sẽ mở hộp. Đây, các bạn có thể thấy bộ camera gập lè này sẽ bao gồm một camera gồm có một mắt và hai đèn hồng ngoại. Tiếp theo đó là bộ dây để kết nối với màn hình LCD, hai con ốc vít, một bộ dây đi kèm cùng với một tờ giấy hướng dẫn sử dụng.